Alo. À, chào em. Vâng. Dobrý večer. À, dobrý večer. À, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái bài hôm trước chúng ta học đấy. Hôm trước chúng ta đã bắt đầu học cái phần tính từ. Đã. À, tính từ. Em nhìn thấy màn hình chưa nào? Giờ chưa? Chưa, Chắc rồi. không Em chưa đợi tí. Đó. Chắc là đợi một tí chút. Vâng. À, tạc quật. À, nhìn thấy màn hình chúng ta sẽ học nha. Vâng. À, chúng ta xem nào. À, hôm trước chúng ta đã bắt đầu học về phần tính từ. Câu hỏi của tính từ sẽ là câu hỏi cao cổi. Câu Dạ. hỏi này nó sẽ biến đổi theo giống và số. Cao cổi là danh từ giống đực, thì chúng ta sẽ dùng Vâng. hỏi cao cổi. Giống cái là ca cai à, giống chung là ca côi à, và số nhiều Vâng. sẽ là ca kỳ à. Tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn về cái phần này. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem trước về cái nội dung của chúng ta. À, chúng ta sử dụng những cái tính từ này như thế nào Vâng. ở trong trong bài. À, người ta sẽ hỏi ví dụ như là trong bài chúng ta sẽ học về bài Petersburg, thành phố Petersburg. Đã. Petersburg. Petersburg. À, đây chúng ta có âm G đứng cuối cuối cùng, chúng ta sẽ Petersburg. đọc là Petersburg. Petersburg. Đây. Đấy. À, chúng ta sẽ đọc như thế Petersburg. nào? Đấy, mình sẽ phiên âm cho bạn sẽ dễ đọc. Petersburg. Đấy. Vâng. P Petersburg. chi Petersburg. r đấy p chi r Petersburg. Petersburg. bu r Vâng. Petersburg đấy. Tạc, ở bên đó trời đã lạnh chưa? Giờ lạnh hết rồi ạ. Lạnh rồi hả? Đi làm là Vâng. phải mặc áo rét rồi đấy, đúng không? Đấy. Vâng, âm đồ đấy ạ. À, âm độ rồi. Đấy. À, Petersburg đấy, Petersburg. Đó. Vâng. À, đó là tên của thành phố Petersburg. À, tạc vật. À, từ đó bây giờ chúng ta sẽ có câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ có câu hỏi. Các cối gỗ Petersburg. À, xin lỗi. À, mình chuyển chuyển phông chữ. Tạc các cối gỗ Petersburg. Các cối gỗ Petersburg. Các cối gỗ Petersburg. Thành phố Petersburg nó như thế nào? Đấy. À, danh từ gỗ là một danh từ giống đực. Danh từ gỗ. Cho nên nó phù hợp với câu hỏi các cối. Các cối. À, cái đuôi của nó đây. Các cối. Đấy. À, đó. À, tạp vào đấy. Các cối gỗ Petersburg. À, chúng ta sẽ trả lời như thế nào? À, ôn tức là gỗ. Большой и красивый. Nó rất to và rất đẹp đấy. À, cơ côi của Petersburg, ôn bằng suối cái xì với đấy. Tại À, sao đó. lại ốm thế nhỉ? Ôn là thay cho cái từ gỗ đất, gỗ đất là danh từ giống đực. Các danh từ giống đực được có thể thay thế bằng ôn. À Đấy. À, để người ta phải nói lại, bây giờ em nói lại nhé, chẳng nhẽ em nói lại gỗ đất Petersburg bằng suối cái xì với đấy. Người ta đã hỏi một lần rồi, cơ côi của Petersburg, ôn bằng suối cái xì với đấy. À, vâng. đúng không? À, đó, đại khái là như thế. À, người ta sẽ hỏi tiếp. Ostari. Ostari. Là nó có cổ kính không? Vâng. Ostari. À đó. À, nó không cổ kính lắm. Nó không cổ kính lắm. Nhét. Nhiệt. On nhiệt Ốm ở trên. nghe. À, Stari. On nhiệt ở trên Stari. Không, nó không đến nỗi, không đến nỗi cổ kính lắm. Không đến nỗi nhiều Vâng. tuổi lắm. Đấy. On nhiệt ở trên Vâng. Stari. À, ví dụ thế. Ví dụ như là những thành phố cổ thì nó phải đến hàng nghìn năm, nhưng thành phố này nó có 300 năm thôi, nhưng chưa phải cổ lắm. Thế là cũng là thành phố cổ rồi nhưng chưa cổ lắm. Đấy. Nhiệt ô Vâng. nhiêu trên Stari. Đó. À, đấy người ta có thể hỏi rồi. À, Kaki здесь. Kaki здесь. Здесь. Здесь là ở đây. Yes. Có. Ở đây có cái gì? À, có những cái prospect ấy. Kaki is this is prospect. À, chúng ta có từ prospect. 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 Đấy. À, đó, cái từ prospect. À, prospect có nghĩa là đại lộ. À, đây là một danh từ giống đực. À, số nhiều của nó là thêm ư prospect. Kaki is this is prospect. Đây có những đại lộ như thế nào? Đấy. À, chúng ta trả lời. À, this. À, this. Yes, ở đây có. À, ở đây có. Được. À, this, yes. Novые prospecты.
This is Новые проспекты. Đại lộ mới. À, đây có những đại lộ mới. Đây. This is Новые проспекты. Какие здесь есть проспекты? À, trả lời. This is Новые проспекты. Đấy. À, đó. Thế bây giờ, à, lại hỏi một câu tương tự như thế này. Какие здесь улицы? À, ví dụ vậy đấy. Какие здесь есть улицы? À, chúng ta từ улицы. Улицы. Какие здесь есть улицы? À, улица có nghĩa là à, một đường phố. Đúng này. Số nhiều là улицы. Ở đây có những đường phố như thế nào? Đấy, trả lời. À, trả lời. Yes. Старые узкие улицы. À, chúng ta có từ старые узкие, узкие này. Узкие là gì nào? Узкие. Đường phố. Đấy, узкие là hẹp. Đấy. Hẹp. Старые là cũ. Đấy. Ở đây có những đường phố hẹp, cũ và hẹp. Đấy. Đó. À, có cái đại lộ rộng và mới. Đấy. À, новые широкие проспекты. Новые широкие проспекты. Новые широкие проспекты. Đấy. Широкие проспекты. Ví dụ vậy. À, chúng ta sẽ có cái so sánh đối lập đấy. Các đại lộ thì sao? Mới và rộng. Thế còn các đại lộ, các đường phố thì cũ và hẹp. Ví dụ vậy. Какие здесь есть улицы? À, здесь есть старые узкие улицы. Đấy. À, так вот. À, хорошо. Так. À, thế có thể hỏi. Какая улица главная? À, đường phố nào là đường phố chính? Какая улица главная? Đấy. Какая улица главная? Đường phố nào là đường phố chính? Đó. À, thế chúng ta trả lời. Главная улица. Улица. Невский проспект. Главная улица. Невский проспект. À, cái đường phố chính ở đây nó là đại lộ Невский. Đấy. Невский. À, какой он? Какой он? À, nó như thế nào? À, какой он? À, Невский проспект. À, какой он Невский проспект? Đấy. À, thế cái đại lộ Невский thì nó như thế nào? Đấy. Какой он? Это Невский проспект. Он. Он Невский проспект. Да? А, но не знаю, да, Лора, не знаю. Да? Он длинный и широкий. Но vừa dài, mà lại vừa rộng, да? Vừa rộng. Он длинный и широкий. À, đó. À, đó. Thế thì chúng ta có cái đoạn câu hỏi. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn trả lời nào. Какой город Петербург? Он. Он большой и красивый. Он большой и красивый. А он старый? Нет, он не очень старый. Он не очень старый, да? А какие здесь есть проспекты? Нет, есть новые. Новые, новые, широкие. Ну, а, новые, новые, широкие, широкие. Проспекты. Проспекты. А здесь и новые широкие проспекты. Да? Да. Какие здесь есть улицы? Есть старые. Узкие. Улицы. Или улицы. Улицы. Да? Здесь улицы. Есть старые узкие улицы. Да? Да. Старые узкие люди. Но... đại lộ улица là gì? Улица. Cũ và hẹp. Улица là gì? Улица là. Улица. Đại lộ. Đường phố. Đường phố. Đường phố. Проспект là đại lộ. Đấy. Улица là đường phố. Đấy. Улица. À. Какая улица главная? Какая улица главная? Главная улица. А, вот. Главная. Главная улица.
Невский проспект. Нес. Ты хоть такое? Нет. Невский прос. Проспект. Ты на какой зиму ходил? Проспект. Ты на какой день зам зиму ходил, да? Проспект. Да. Проспект. 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 Да. Проспект. Пек. Пек. Проспект. Проспект. Да. Проспект. Невский проспект. Дай ло. Невский. Невский проспект. Да? Какой он? Этот Невский проспект. Какой он? Он длинный. Он ленивый. И он длинный. Он длинный. И широкий. Широкий. Он длинный широкий. И широкий. Да? И широкий. Он длинный и широкий. А, да? Он вот. Длинный и широкий. И широкий. Он длинный и широкий. Да. А, хорошо. Да? А, да. Đó là những câu hỏi về thành phố đấy. À, bây giờ mình sẽ hỏi bạn cố gắng không nhìn mà trả lời được không nào? Какой город Петербург? Он большой и красивый. Большой и красивый. Он старый? Нет, он не очень старый. Он не очень старый. Да? А, какие здесь есть проспекты? Есть новые, широкие проспекты. Да. Да. Какие здесь есть улицы? Нет, какие нет. Здесь есть улицы? Нет, есть старые узкие улицы. Здесь есть старые узкие улицы. Какая улица главная? Главная улица. Улица. Нет, не скивы. Невский. Невский. Невский проспект. Невский проспект. Да? Невский проспект. Какой он? Невский проспект. Он длинный и широкий. Он длинный и широкий. Да? Он длинный и широкий. Хорошо. À, đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp nha. À, đó, một phần đó là mới là phần 1. Chúng ta cùng làm phần 2. À, tạc. Какие? Какие? Музеи. Петербурга. Вы знаете? À, chúng ta biết động từ знать. Động знать nghĩa là gì nào? Вы знаете? Biết. Là biết. Biết. Bạn đã biết những cái viện bảo tàng nào của Petersburg? Какие музеи Петербурга вы знаете? Какие музеи Петербурга вы знаете? Trả lời. Trả lời. Я знаю. Я знаю. Эрмитаж. Эрмитаж. Русский музей. Исаакиевский собор. Исаакиевский собор. А собор là là nhà thờ đấy. À, Исаакиевский собор. À đây chúng ta nhìn thấy trọng âm rơi vào đâu nào? Ở vật Исаакиевский собор. À đó. Исаакиевский собор. Đó. Cái này nghe đọc. Đấy. À đây có thể cho cái từ này xuống đây để cho em dễ đọc. Đấy. À nó bị khỏi bị tách ra đấy. Вот так. Исаакиевский собор. À đó. Исаакиевский собор. Да. Câu hỏi tiếp theo. Петербург. Петербург. Зелёный город. Петербург, зелёный город. Thành phố Петербург có xanh lắm không? Đấy.
thành phố Petersburg có xanh lắm không đấy. Này, nhiều cái đó. À đấy, mình bấm như thế này là bắt đầu này đấy đó. À Petersburg зеленый город, зеленый город. À thành phố Petersburg có là thành phố xanh không đấy. À nó dùng cái từ thành phố xanh có nghĩa là thành phố có nhiều cây đấy. Nhiều cây không? À nhiều cây. Chúng ta trả lời nè. Нет. Нет. А он не очень. Не. Зелёный город. Không nhiều cây. À thành phố đó không xanh lắm. Đấy. À chúng ta sẽ nói thành phố nó не очень. Не очень. Đây là не очень chứ không phải là очень đấy. Не очень. À đúng rồi, không. Не очень. Đấy. À thành phố đó không xanh lắm. Đấy. À не очень зелёный город. Nghe chưa? Đấy. À он не очень зелёный город. Nó thành phố đó không xanh lắm. Нет, он не очень зеленый город. À đó. À thế thì chúng ta sẽ hỏi какие известные, известные là nổi tiếng, сады и парки вы знаете? Какие известные сады и парки вы знаете? Какие известные сады и парки вы знаете? Là gì? À đó là à, có những cái vườn và những cái công viên nổi tiếng nào mà các bạn biết? Các bạn biết những cái vườn và những công viên nổi tiếng nào đấy? Và trả lời. Я знаю летний сад и Марсово поле. Летний сад и Марсово поле. Đấy. À, tôi biết cái vườn mùa hạ và Марсово поле. Марсово поле. Đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là đây là viện bảo tàng Hermitage. Đấy. Một bảo tàng Hermitage. Đó. Thế và ở bên cạnh đó chúng ta nhìn thấy Государственный Эрмитаж. Ở bên cạnh đấy chúng ta có nhìn thấy hai cái ô xanh xanh này. Đó, hai ô xanh xanh. Đây chính là Летний сад. Вот. Это Летний сад. Thế và это Марсово поле. Вот, Марсово поле. À đó. Летний сад. À, đây là vườn mùa hạ. Còn đây là Марсово поле. À, hai cái công viên này đây là hai cái công viên cổ nhất của cái gọi là thành phố Petersburg đấy. Đó. Thế và đây chúng ta nhìn thấy, nếu mà chúng ta chuyển sang định dạng nhìn hình ảnh 3D này thì chúng ta nhìn thấy đấy. À, đó. Đây là vườn mùa hạ và đây là Летний сад. À tí nữa chúng ta sẽ xem kỹ hơn. À đó. À Марсово поле nó nhìn thẳng ra cái cầu này đấy. À, cầu này nó gọi là Троицкий мост. Đó. Đây là sông Нева đấy. Вот, Нева. À đó. À mình giới thiệu ở đây để cho bạn biết cái vị trí của nó và tí nữa chúng ta sẽ có hình ảnh cụ thể đấy. Đó. À như vậy bạn biết là gì nào? Я знаю летний сад и Марсово поле. Đấy. Đó. À tôi biết vườn mùa hạ và Марсово поле. Tí nữa chúng ta sẽ có hình ảnh xem viết vườn mùa hạ là cái gì. Ta. À sau đó là gì nào? À mình sẽ hỏi. À кто часто гуляют здесь. À thế có những ai hay đi dạo chơi ở đây? À người ta gọi Летний сад tức là công viên thì phải có người đi dạo chơi đúng không? À người ta hỏi кто часто гуляет здесь? Chúng ta trả lời. Здесь часто гуляют российские и иностранные туристы. Đấy. À đó, chúng ta có câu trả lời như vậy. Đó. Туристы. Вот так вот, да? А, đó. Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nào. Какие музеи Петербурга вы знаете? Какие музеи Петербурга вы знаете? Em đọc theo nào. Какие музеи Петербурга вы знаете? Петербурга вы знаете, да? Вы знаете? А, trả lời. А, вы знаете? Trả lời. Я знаю Эрмитаж. Я знаю Эрмитаж. Русский музей.
Музей. Русский музей và Иса, а cái từ này đọc hơi khó nhá. Иса Киевский собор. Иса Киевский собор. Hai chữ A này đọc là một. Да, Иса Киевский собор, да? À thế mà chúng ta không đọc thành không đọc thành hai, chúng ta sẽ đọc nó là một. Иса Иса Киевский собор. Иса Киевский собор. Да. Иса Киевский, Иса Киевский собор. Иса Киевский собор, да. Да? Собор. Иса Киевский собор. Так вот, да? Да, Иса Киевский собор. А, так. Да. Какие известные сады и парки вы знаете? Какие известные? Известные сады и парки вы знаете? Сады и парки. Вы знаете, да. Вы знаете. Да. Я знаю летний сад. Я знаю летний сад. Летний сад. И Марсово поле. И Марсово поле. И Марсово поле. Я знаю летний сад. И Марсово поле. Да? И Марс. И Марсово. И Марс. Марсово. Марсово, Марсово поле. Поле, да. Я знаю летний сад и Марсово поле. Так. Кто часто гуляет? Кто часто гуляет здесь? Кто часто гуляет здесь? Кто часто гуляет здесь? Гуляет здесь, да. Ai thường xuyên dạo chơi ở đây? Кто часто гуляет здесь? Trả lời. Здесь часто гуляют. Ở đây thường xuyên dạo chơi. Часто гуляют. Российские, российские и иностранные, иностранные, иностранные туристы, туристы. Да? Здесь часто гуляют российские иностранные туристы. Да? Здесь часто гуляют и российские и иностранные туристы. Да? Понятно? Да? Вот так. А хорошо. À, thế vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau đọc mường tượng ra và xây dựng lại thành một cái bài đọc đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần tiếp theo, đó là cái phần nói về tính chất trong tiếng Nga. Cách nói tính chất ở trong tiếng Nga người ta nói như thế nào đấy, đó. À, bạn sẽ xem này, cách nói tính chất ở trong tiếng Nga. Trong tiếng Nga sẽ có ba bốn loại câu hỏi: các cối, các cối và các kia, đấy. À đó, các cối, các cái, các cối và các kia. À đây là các cối là như thế nào, có nghĩa là như thế nào, đi với danh từ giống đực. Ví dụ các cối это дом, các cối это дом, cái дом là như thế nào. À đấy, это новый большой и синий дом. Это новый большой синий дом. Đấy. Это đây. Новый дом. Это новый. Nhưng mà lại большой и синий. Большой. Đấy. Синий. Nó vừa cái nhà này nó vừa mới này, vừa to, vừa là lại là màu xanh nữa. Đó, đây chúng ta có ngôi nhà vừa to vừa mới mà lại vừa màu xanh. À, vừa màu xanh đây. Đấy. Вот. Это новый большой синий дом. Вот так. À đó. Thế bây giờ người ta hỏi: "Какой это дом?" Какой это дом? Chúng ta trả lời. Это новый, большой и синий дом. Đấy. Дом. Новый большой синий дом. À, bây giờ đó là đi với các danh từ giống đực, người ta sẽ hỏi các cối. Đi với các danh từ giống cái, người ta sẽ hỏi какая это машина. Какая это машина. À, cái ô tô này như thế nào? Это новая большая синяя. Đấy. Это новая большая и синяя машина. À, đúng không? Đấy. Да. Вот так. Хорошо. А, какая ты машина? Какая ты машина? Это, это новая большая. Это новая. Это новая. Большая. Большая и синяя машина, да? И синяя машина. Машина. И синяя машина. Это новая большая синяя машина. А, давай ты вызвать ты звонкай. Ты вызвать ты звончуна. Какое? Какое кресло? Какое кресло? À, có những từ кресло, кресло là cái gì vậy? À, это большое, синее и новое кресло. Đấy.
À, đúng nè, вот так. À, хорошо. À, thì bây giờ nói người ta hỏi какие это машины này. Những cái ô tô này như thế nào? Bây giờ người ta sẽ hỏi какие это машины này, какие? Какие это машины này? Это Это новые, новые, большие, большие, đấy, большие, số nhiều đấy. И синие машины, đấy. À, вот так, вот. синие. Đúng nào? Bây giờ mình sẽ hỏi lại bạn nào. Какой это дом? Это новый большой Это новый синий большой дом. дом. И синий дом. А, синий дом. Какая это Да. машина? Это новая большая Большая, большая, большая и синяя синяя машина, да? Да, машина, машина. да? Какое это кресло? Это новое, большое и синее Кресло, да? Какие это кресло. машины? Это новые Большие и большие и синие синие машины, да? машины, Машины, đúng машины, không, да? À, thì như машины. vậy chúng ta thấy là gì nào? À, ở trong tiếng Nga để nói tính chất thì người ta sẽ dùng các câu hỏi какой, какая, какое và какие, đấy. À, đó. Thế và sau đó thì người ta dùng các tính từ để trả lời. Новый, большой, Bằng số синий, xin какая, новая, nhé большая, синяя, xin какое, новые, большое, синие, đấy. À, đó, tương tự như vậy. Какие, новые, большие и синие машины. Đó. À, như vậy chúng ta phải nhìn cái bảng này, nó nói đi nói lại nhiều lần. Để làm gì để cho nó quen? Bắt cái đầu của mình là nó phải nghĩ theo cái dạng như thế này. Đấy. Nếu mà danh từ giống đực vâng. thì nó phải nói thế này. Giống cái nó phải nói thế này, giống chung phải nói thế này và số nhiều phải nói thế này. Đấy. Tại sao các em nói tiếng Nga nó bị sai? Bởi vì sao các em ít luyện tập? À, luyện tập thì như thế nào? Cứ ngồi nhìn cái bảng này mà nói thôi. Đấy. À, nói đi nói lại mãi thì cái gì, cái bộ óc của mình nó bắt buộc nó phải nhớ và lúc đó tự nó sẽ suy nghĩ, à như vậy là nếu như là nếu như là giống đực sẽ phải nói thế này, giống cái như này, giống chung như này và số nhiều như thế này, đấy, à thế này đấy. À, à thế bây giờ chúng ta sẽ xem bài đọc mà chúng ta đã có nãy nè. Bây giờ em hoàn toàn có thể đọc được rồi, em đọc nè. Peterburg. Peterbus bằng số y красивый город. Он не очень Старый. старый. Yes. Новые Проспекты. проспекты и старые Старые. старые Узкие. стар узкие Узкие. уз Улицы. уз улицы Улицы. улицы Да. улицы Главная улица. главная улица 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 Невский проспект. Невский Проспект. проспект он зеленый Широкий. широкий Да. и широкий Tất cả những từ này lúc này em biết hết rồi, học hết rồi. Đấy. vâng Đọc hết rồi bây giờ hiểu rồi cái gì? Đấy. Hiểu được, đúng không? vâng Hiểu mang máng. Thế bây giờ làm sao để hiểu được, ngấm sâu và có thể là học tốt được nào? Để đọc 20 lần. đọc lại nhiều lần. Đấy. Cứ đọc đi đọc lại, em đọc cái bài này nhiều lần đi, 15 lần, 20 lần đi. Đấy. À đó. Đây là thành phố Petersburg. À đây là cái địa điểm này gọi là nhà sách Dom Knyazhny. Đây là Đúng Nevsky Prospect, đây Nevsky Prospect, on the Linny Shiroki, đấy. Đây tới Nevsky Prospect. Đấy. À, đây là đường phố nhỏ, đây là gì? À, Prospect, Đại Novy lộ. Prospect, đại lộ mới này. À, это узкая улица, старая улица. Đấy. Đây là đường phố cổ nhỏ hẹp này. Đấy. Thậm chí trên đường phố này là ngày xưa là nhà thơ Pushkin còn sống cơ. Đấy. Nhà thơ Pushkin là năm nào? Thế kỷ thứ 10. 8 đấy, thế kỷ thứ 18 đúng không? Đấy. À, Vosges ở đây có một cái căn hộ gọi là phố này gọi là phố Moika, nhà số 12. Trong này chính trong cái ngôi nhà này đấy là có cái bảo tàng căn hộ của Pushkin đấy. Đó.
À, thế như vậy đây là gì? Đây là thành phố Petersburg. Он какой большой красивый. Он не очень старый. Bởi vì sao? Nó mới xây dựng cách đây 300 năm thôi, 324 năm. This is Novi Prospect. Đây có các đại lộ mới. И узкие старые узкие улицы. Và các đường phố nhỏ hẹp, cũ và hẹp. Главная улица, đường phố chính là gì? Невский проспект. Đây gọi là Невский проспект. Вот это Невский проспект. Он длинный, nó rất dài. Длинный Он и широкий và rất rộng. Đấy. широкий. Đó. Bây giờ sang phần 2 nè, phần 2 của bài. Đó. Ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? À, это летний сад. Đây là vườn mùa hạ. Летний сад. Летний сад. Летний Đấy. Còn đây là Марсово поле. Đây là cánh đồng Марсово. À, Марс. сад. Марсово поле. Массово. Массово массово поле. Đấy. À, đúng không? массово поле. Марс. Đó là cánh đồng này ngày xưa khi mà thành lập thành phố, xây dựng nên thành phố Petersburg này là vào năm 1703. Thì vua Piotr Đại Đế cho xây dựng cánh đồng này để cho luyện tập quân lính đấy. Và cho đến ngày nay thì nó trở thành gì nào? Nó trở thành là cái công viên, một cái công viên cổ của thành phố Petersburg đấy. Nó nhìn thẳng ra cái cầu đây này đấy. À đấy chứ. Vâng. À đó. Đây là sông Neva này. À đó. Thì bên cạnh phía bên này nó sẽ là Liết Nhi Sạt. Liết Nhi Sạt đây là cái gì? Nó đây là sạt. Sạt là gì? Sạt là vườn cây. Trong này chỉ có trồng cây thôi. Ở đây có những cái cây mà trồng từ cái thời vua Piotr Đại Đế, tức là đã hơn 300 năm nay rồi đấy. Đó. Thế và khi mà xây dựng cái vườn vườn mùa hạ này thì nhà vua cho đặt mua những cái bức tượng này của thế kỷ thứ 10 thế kỷ thứ 19 thế kỷ thứ 18 đấy. Năm 1703 bắt đầu xây dựng, tức là thế kỷ thứ 18 đấy. Đó. À thế như vậy là các nhà điêu khắc của Ý nổi tiếng lúc đó nó có những tác phẩm này và nhà vua cho mua về và đặt ở đây đấy. Những bức tượng này đã 300 năm nay rồi đấy. Đó thấy chưa nào? Bất tạc đấy. Đó. À thế như vậy chúng ta thấy ở đây là gì? À, đó là cái vườn mùa hạ Liết Nhi Sạt đấy. Thế cho nên ở đây cái trọng tâm của cái phần 2 của bài là gì? Nói về cái viện bảo tàng đây là Eremitage đấy, đúng không Elisa nào? Eremitage, viện bảo tàng Eremitage, đây chính là cung điện mùa đông Elisa anh chưa? À ngày xưa người Vâng ta gọi đây là cung điện mùa đông, khi mà chiến hạm dạng đông bắn phát pháo, một phát pháo vào cung điện mùa đông này làm cho quân đội Nga Hà Nga Nga Hoàng phải hoảng sợ đấy. Đó, họ hoảng sợ vì sao? Là họ sợ là bắn phá mất một cái công trình tuyệt đẹp như thế này, cho nên họ đầu hàng vội vàng đấy. Em hiểu chưa? Đó. Đây là gì? Đây là một một trong những cái di tích kiến trúc của từ thời vua Piotr Đại Đế, tức là xây dựng năm 1703 do kiến trúc sư Rastrelli người Ý đấy xây dựng nên đấy. Và ông ta cũng xây dựng một vài cái cung điện giống như thế này, hệt như thế này luôn ở cái thành phố Saint Petersburg này đấy. Đó. Nếu mà bạn đến thành phố gọi là thành phố Petersburg, đó là cái nơi mà cái thành phố có rất nhiều những cái cung điện, rất nhiều những cái vòi phun nước ấy. Thì đó ở đấy cũng có một cái cung điện đó gọi là vườn mùa hạ đấy. À, đó là cung điện mùa hạ, còn đây là cung điện mùa đông. À, sau Vâng. khi sau đó thì cung điện mùa đông này trở thành là cái viện bảo tàng Eremitage của Nga đấy. Đó. Đây là Isaakievsky Sabor, Isaakievsky Sabor đấy. À, đây là nhà thờ Isaakievsky đấy. Thế thì ở đây người ta hỏi là gì nào? À, em có biết những cái viện bảo tàng nào của Nga? Chúng ta trả lời Eremitage, Ruskiy Muzey, Isaakievsky Sabor, Petersburg, nhiều trên dưới luôn này gọi là thế này đấy. Vâng. À, không phải là thành phố xanh lắm nhưng mà đây có cái gì? Có cái vườn mùa hạ, à, rồi có Masarov Poli đấy. Thế có những ai hay dạo Vâng. chơi ở đây? À, những người dạo chơi đấy đó là Российские Vâng. иностранные туристы đấy. À, họ thường xuyên dạo chơi ở đây đấy. Đó. Thế vậy thì đây chính là cái nội dung của cái bài đọc đấy về thành phố Petersburg. À, thế như vậy thì mình sẽ gửi cho bạn hai cái hình ảnh này đấy, hai cái hình ảnh này. À, thế và bạn cần phải làm gì nào? Bạn cần phải đọc nó nhiều lần đấy. Đọc Vâng. càng nhiều càng tốt. À, bạn đọc nhiều thì bạn sẽ thuộc được bài thôi. Đó, đấy nhé. Đó, cái thứ hai này. À, hình ảnh thứ hai này. À, đối với các học sinh của mình cứ nhận thấy những em nào mà cứ đọc học bài tốt, chuẩn bị bài tốt thì họ sẽ có họ họ sẽ trả lời rất tốt đấy, và họ học rất nhanh rất tốt. Thế còn nếu mà các bạn nào mà không chịu đọc, không chịu nghe bài cũ, mình phát hiện ra ngay điều đó, đơn giản thôi. Đó. À, là mình biết ngay là bạn có học hay không đấy. À đó. Vậy cho nên là gì? À, mình khuyên các bạn là nếu mà muốn học tiếng Nga tốt thì các bạn đã mất thời gian. Thực chất ra các bạn đầu tư tiền nó không nhiều lắm. Thế nhưng mà các bạn mất Vâng. rất nhiều thời gian để học. Thế vì tốt nhất các bạn học đi. À đó, mình khuyên các bạn nên học đấy. Đó.
Thế cảm ơn bạn bài học, chúng ta tạm dừng tại đây, hẹn gặp bạn trong ngày hôm sau. Chúng ta cũng sẽ là hỏi lại cái kiến kiến thức này đấy trước khi đi sang bài mới. Спасибо, до свидания. Vâng, спасибо большое, до свидания. До свидания.